Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem con mình bịp nó ăn con gà nướng như thế nào nha. Thì đây, con gà mình mới nướng. Tại con gà này biết sao không? Tại vì chó nó cắn rồi nó chết rồi nên mình cũng không có dám ăn thịt nữa. Nên mình làm mình nướng chứ không phải là gì hết. Nướng nè, mới nướng xong phân phức luôn, bây giờ cho mình bịp nó ăn nè ha. Hai con chắc nó ăn hai ngày quá. Con này mà gà này cũng bự lắm á. Nè không à, mình nướng sơ sơ rồi, nó nướng cho nó khô sơ sơ về, bây giờ xé ra bỏ ra vô cho nó ăn nha. Đây không à, rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn nha các bạn. Đây nè, tìm một con nó thấy nó sợ luôn. Bây giờ chắc mình phải xé sơ sơ rồi quá, tại vì nó hơi là to. Cái này thì tại vì gà này bị chó cắn chết rồi nha, chứ không phải là mình cái gì như là mình phí thấy không. Cái gà này mình cũng rất là thèm thịt đó, thấy nướng chín thơm lắm nhưng mình không dám ăn thôi, nên mình cho nó bịp bịp ăn. Bịp ăn chắc là nghĩ là không sao. Thấy không, mình nướng sơ sơ lên nó khô vậy. Rồi giờ mình sẽ xé nè, xé cái đùi nha. Đây nè, nó hơi sợ, nó sẽ nhỏ nhỏ ra nào, nó chưa gặp cái này hay sao nè. Sợ rồi. Thôi nhớ mang con này út luôn, con này không sợ. Cho nó đi cắn trước nè. Mỗi con một khúc rồi, bỏ vô tự nó xé nó ăn các bạn. Tại vì nó con này nó cũng bự rồi đó, nên nó có thể tự xé nó ăn được. Nuôi nó thì cho nó ăn cám cũng được, mà thấy ăn cám thấy cũng tội đó. Mình có mua sâu mua giới rồi lâu mình nạp thêm cho nó, ngại con thì con. Tại vì không thấy, không cho nó ăn thấy cũng tội. Gà này gà ta dai mà đi một con được không? Thơm mình nướng mình còn thèm nữa, mình không dám ăn. Đó, không này nó xé lấy chân nó kẹp lại. Nó lấy chân nó kẹp lại cái nó xé nó quất à. Nè ha. Nó lấy chân kẹp lại. Thà đấy kìa, mà chị xé à. Đèn gạo cục đó không biết làm sao để ăn cái cục này. Đó, xé sẵn ra là quốc đi. Quốc đi con. Cái lồng nhỏ quá, nó hư lùm đuôi hết rồi. Chưa có mua cái lồng mới nữa. Mấy cái hũ nước rồi nó cắn rồi, chưa có... Mình chưa có rạch để hai vậy.
không? Chưa giờ đó. Đưa cả miếng bự như như vậy. Miếng bự như vậy là nó quất cá một luôn. Còn con đó nó đang kẹp lại. Nè ha, con này nè. Ơi. Rớt rồi nè. Có cái hũ thức ăn nữa mà nó cắn cái thư hết rồi. À, mình lấy mình bỏ luôn mình. Thôi ăn một cá một hũ quá. Tung gì mà tung huyết. Dành ăn. Tính tha đây chứ. Con này cho mình cái đùi nha. Hôm nay sợ giờ hết sợ rồi. Thế sợ giờ hết sợ rồi nè. Giờ là đưa vô là quất hết á. Rì rì ra ăn đi. Cho mày ăn no luôn, khỏi đồ ăn nữa. Cái hàng hết chắc phải bỏ tủ lạnh rồi. Chứ cái hàng chắc là không hết rồi. Nhảy đi kìa. Thơm quá. Gà này nướng thơm thiệt. Cố ăn không? Đang ăn cái kia mà thả cái này vô là quất liền. Thấy cục nào bự là quất à.
Rồi chắc mình xin kết thúc video này ở đây nha. Nếu các bạn nào chung sở thích nuôi chim tìm bịp này nè, đặc biệt là loài mịp này nè và các loài động vật khác thì các bạn có thể đăng ký kênh mình để xem thêm nhiều video hơn nữa nha. Rồi sẵn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.